Tôi hơi sợ Thẩm Huệ. Đừng cười, tôi không có. Như về số lượng người dạy, Thẩm Huệ kiên quyết yêu cầu Tư Thành Hữu nhất định phải lúc dậy, cũng đem Tô Vân An theo. Thẩm Huệ, cô lại đang làm gì vậy? Tôi đang tính một hệ số tàn nhẫn, chuẩn bị sau này dùng tên Thẩm Nguyệt để đặt tên đấy. Thẩm Huệ, hệ số cũng không phải không được, có thể tính lát nữa được không? Không được, lát nữa cảm hứng của tôi sẽ mất. Khoảng một tiếng sau, Thẩm Huệ dường như cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt tấn công của Tư Thành Hữu. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cô có từng nghĩ đến loại kỹ thuật mới mà cô nghiên cứu ra này có thể làm gì không? Có thể giúp Ngưu Khai Hoan giành được giải thưởng anh ta muốn. Ngưu Khai Hoan là người được cô công nhận, cô sẵn lòng giúp đỡ, cũng có nghĩa là cô say mê nghiên cứu chỉ là để nhận được khen ngợi và giải thưởng. Thẩm Huệ cũng không nói rõ được mình rốt cuộc muốn gì, chọn im lặng. Các người đều là những người có năng lực, thậm chí đã đứng ở vị trí mà người bình thường cả đời cũng không đạt tới. Các người có từng nghĩ đến ở vị trí này các người có thể làm gì không? Món tráng miệng ăn không hết, muốn làm gì thì làm. Không biết, đây đều là câu trả lời Ngưu Khai Hoan đoán trước. Dù sao trong mắt anh, ba người này đều là trẻ con. Có một nhà thơ, ông ấy nói An Đức Quảng Xá Thiên Vạn Gian, đại tí thiên hạ hàn thế câu hoan nhan. Sau khi Ngưu Khai Hoan kiểm soát tốt kỷ luật lớp học, bắt đầu cho hôm nay phối hợp với anh, một đứa trẻ ngoan và hai ông già phát quà. Thẩm Nguyệt nhìn nhan sắc của kem rất hài lòng. Ngon. Thẩm Nguyệt thấy Tư Thành Hữu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kem của mình, bình tĩnh giật lấy thìa của Tô Vân An đưa cho Tư Thành Hữu. Tư đại ca, anh cũng muốn ăn một miếng sao? Người trẻ tuổi 15 này lên đến nơi là hành động lớn rất thìa. Một cái lại thò tay, đồng thời một động tác giả. Tôi đồng ý. Không tránh được đòn tấn công đột ngột của Thẩm Nguyệt, đánh lén của cầu trắng này có vị gì? Thẩm Nguyệt trong lòng động lòng, hiểu ra là vị sữa. Không ngờ câu nói này của Thẩm Nguyệt khiến hai người kia nảy sinh hứng thú với củ cầu trắng. Chua quá. Đây là thủ đoạn sát nhân mới. Vừa nãy lừa cô đấy. Tôi biết là chua. Thẩm Nguyệt nói Tư Thành Hữu không tin, lại nói lúc này anh đưa kem cho tôi. Không mắc nghiêng về phía của cầu trắng. Tôi đã nói với anh tôi thích màu trắng. Bất kể cái gì cũng sẽ ưu tiên màu trắng. Nên tôi đoán chắc của cầu trắng này có vấn đề. Từ đó có thể biết được mục đích của anh. Thẩm Nguyệt là quỷ sao? Ừ, cô phán đoán rất tốt. Tư Thành Hữu bị Thẩm Nguyệt phản công, anh trở về nhà tức giận lấy ra sổ nhật ký, viết lên bị Thẩm Nguyệt lừa lần thứ 7. Tư Thành Hữu, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Cần tôi giúp cô làm gì? Ở nước 10 có một người tên Thăng Ngọc, tôi muốn anh ta đến làm việc cho nhà họ Thẩm cùng với cả gia đình anh ta. Anh ta rất giỏi, chỉ cần làm việc ở đây vài năm chắc chắn có thể nhận được thẻ xanh cư trú lâu dài. Đây là nguyện vọng của bản thân anh ta. Nguyện vọng của tôi chính là nguyện vọng của anh ta. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đi đón anh ta. Nhưng ở nước ngoài sẽ mất một khoảng thời gian, chỉ cần tra ra địa chỉ hiện tại của anh ta và quỹ đạo hành động gần đây. Gặp anh ta rồi tôi sẽ có cách thuyết phục anh ta đến. Ý cô là cô cũng muốn đi sao? Đương nhiên chỉ có tôi mới khuyên được Thăng Ngọc. Từ ca của cô là nhân viên bí mật, cô ra nước ngoài với thân phận thân thích của anh ấy rất nhạy cảm. Tư Thành Hữu, giúp giúp. Được, cô đã nói với đại ca của cô chưa? Tư Thành Hữu, giúp giúp. Vậy làm sao cô có thể đảm bảo người tên Thăng Ngọc đó có thể đến làm việc cho nhà họ Thẩm? Thẩm tiên sinh ở đó. Được được, tôi sẽ chuẩn bị tốt tài liệu của Thăng Ngọc và thảo luận chi tiết với Thẩm tiên sinh. Nếu cô ra nước ngoài, Thẩm Huệ chắc chắn sẽ đi theo. Lúc đó rất nhiều hành động sẽ bị hạn chế. Giúp giúp còn có mấy người anh của cô nữa, đặc biệt là nhị ca của cô giúp giúp, ngũ ca của cô giúp giúp, cô giúp giúp. Tư Thành Hữu hiểu ra, anh hoàn toàn từ bỏ giao lưu với Thẩm Nguyệt. Biết rồi, những chuyện khác tôi đều có thể xử lý thay cô. Chỉ có Thẩm Huệ cô phải tự đi nói với cô ta. Tại sao? Không có gì, không có gì chính là có gì. Anh không nói cho tôi sẽ tự đoán. Biết đâu còn đoán ra thứ khác nữa. Tôi hơi sợ Thẩm Huệ. Đừng cười, tôi không có cười. Cô lại cười, thật sự không có, tôi nghe thấy rồi. Thật ra hơi ủy khuất, Thẩm Nguyệt thấy nụ cười vừa rồi của mình dường như thực sự gây sát thương cho Tư Thành Hữu. Bắt đầu nghĩ cách bù đắp. Ăn pudding không? Không ăn, vậy sau này anh lên lớp tôi sẽ giúp anh trông chừng Huệ Huệ. Thẩm Nguyệt thấy Tư Thành Hữu đã được dỗ dành, lại đề nghị ăn pudding không? Muốn năm cái pudding, đại ca của tôi cũng về rồi. Pudding hình như chỉ còn 4 cái. Vậy thì 4 cái, đại ca của tôi cũng có thể không ăn. Đi đi. Hai người đột nhiên nghe thấy giọng của Thẩm Song Dực truyền đến, mang theo một tia quyến rũ, lại có chút ý vị sâu xa. Anh xem ánh mắt của cô ấy không tính là trong sáng. Tư Thành Hữu và Thẩm Nguyệt lập tức dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nghe hay thích nghe tôi nghe như điên. Sao con gái lại thích thứ kỳ lạ như vậy chứ? Không biết, nhưng chị học đối xử tốt với tôi nói. Cô ấy thực sự rất muốn xem anh nói câu này. Chị học của em biết anh là anh trai của em. Không phải, chị học không biết. Chỉ là có lần ăn liên hoan cô ấy đột nhiên nhắc đến, nên em muốn thử xem. Em cũng không ngờ nhị ca anh lại đồng ý. Em nói cô ấy tốt với em là tốt kiểu gì? Có lần em về trường gặp giáo sư hướng dẫn, đi trên đường vô tình va vào bậc thang, rất đau em không nhịn được nên khóc. Bên cạnh có người hỏi em có cần phải kịch như vậy không? Chỉ có chị học đưa khăn giấy cho em. Vậy cũng được, video có thể đưa cho cô ấy. Cảm ơn nhị ca.
Cảm ơn gì, lần đầu tiên em nhờ anh chuyện. Anh chắc chắn sẽ làm tốt cho em. Đúng rồi, tạm thời không nói với em nữa. Anh phải đi cho Nguyệt Nguyệt xem cái mới mua. Tư Thành Hữu, chạy nhanh lên, lát nữa bị nhị ca bắt được. Anh ấy lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Chào các fan hâm mộ. Nhiều anh chị nói là không hiểu. Xin lỗi, vì lúc đó không có tư liệu nên không cập nhật. Phim nhà tù thực sự dễ xem không hiểu. Nội dung chính đã kết thúc rồi. Sau đó là hỏi một câu hỏi. Cuốn sách này còn có phần ngoại truyện. Ngoại truyện có ý nghĩa hơi lãng mạn. Phim nhà tù hơi tàn nhẫn. Cuối cùng là hy vọng mọi người cho ý kiến. Tôi có nên tiếp tục cập nhật phim nhà tù của cuốn sách này hay là đổi sách? Các bạn có cuốn sách yêu thích nào có thể cho ý kiến không? Được rồi, tiếp theo hãy xem nội dung phim nào. Nơi Tư Thành Hữu đưa Thẩm Huệ đến không phải nơi khác, chính là nơi hôm nay sẽ thi hành án tử hình Tô Chiếu Hải và Châu Vinh. Cần tôi đi cùng cô không? Không cần, tôi muốn nói chuyện riêng với họ. Tôi sẽ ở bên ngoài, đợi đến khi Tư Thành Hữu lại rời đi. Hai người đó lập tức kích động lên. Huệ Huệ, con có mang theo thứ đó trên người không? Có mang đến không? Ở đây này. Huệ Huệ, lát nữa khi chúng ta hành hình, con nhất định phải ở bên cạnh chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta là cha mẹ của con. Chính chúng ta đã cho con sự sống. Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Nói cho các người biết làm sao trao đổi tôi và Thẩm Nguyệt. Nói hay lắm, tôi đồng ý lát nữa nhìn các người chết. Họ run rẩy nói ra một phần sự thật, chỉ là che giấu phần liên quan đến phương tiện không gian thời gian. Huệ Huệ, mặc dù con không phải con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta thực sự rất yêu con. Làm những việc đó với con cũng chỉ muốn con trở nên tốt hơn. Ngay cả đứa con của chúng ta cũng là vì con. Chúng ta mới để nó ra đời. Không có con thì không có nó. Con là tất cả của chúng ta. Chúng ta yêu con. Thẩm Huệ trả thù mở chiếc hộp ra. Bên trong trống rỗng. Các người đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc. Sau khi Thẩm Huệ ra khỏi phòng, rất nhanh đã có người vào phòng, tiêm cho hai người. Ở bên ngoài phòng, Thẩm Huệ đưa chiếc hộp, trông có vẻ trống rỗng lúc nãy, cho Tư Thành Hữu. Đổi chỗ khác rồi mở hộp ra, nó có tác dụng che chắn. Có thể khiến phương tiện không thể phát động. Nhưng mà mở hộp ra, nó sẽ tự động bắt lấy năng lượng tinh thần. Lúc nãy cô không phải nói là không mang theo sao? Tôi nói dối họ đấy. Tôi muốn để họ biết, cảm giác có hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Thẩm Huệ 15 tuổi vẫn là một người tàn nhẫn. Tôi biết anh muốn thứ này. Gần đây tôi nhớ ra một số chuyện. Ví dụ như trên một đường tuyến nào đó, anh tình cờ gặp tôi vừa trốn thoát. Hỏi tôi có cho mượn không, tôi không cho thì anh định giết tôi. May mà nhờ lần đó, tôi đã học được một số kỹ năng đánh nhau. Thẩm Huệ dường như cũng không muốn để Tư Thành Hữu trả lời. Tiếp tục nói, một mình nhưng cô ấy tin tưởng anh. Nên tôi cũng sẵn lòng tin tưởng anh. Hôm đó hai người móc ngoe ố. Tôi đã thấy rồi. Thẩm Nguyệt bình thường trông có vẻ ngờ nghệch. Thỉnh thoảng cười một chút cũng sẽ nhanh chóng lười biếng. Tôi biết cô ấy có tâm sự, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Từ trước đến nay vẫn luôn là cô ấy chăm sóc cảm xúc của tôi. Đi theo tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn làm gì đó cho cô ấy. Cô ấy tin tưởng anh, tôi cũng tin tưởng anh. Lần này tôi sẵn lòng cho anh mượn than. Thẩm Huệ về đến nhà lúc cũng không quá muộn. Sáng 11 giờ ăn chưa xong xuất phát đi công viên giải trí. Vừa khéo tôi về rồi,